nói nếu như bạn chỉ tập trung vô tiền đến cuối cùng bạn ở trên đỉnh núi của tiền mà bạn không có ai xài tiền chung với bạn đặt câu hỏi là bạn có muốn như vậy hay không nữa <laughs> khi nào thì nên từ bỏ việc làm giàu đối với nhi nhi không bao giờ nghĩ là bạn nên từ bỏ cái việc làm giàu mà nhi nghĩ bạn nên thay đổi cái từ làm giàu đó là khi nào thì mình mới được tự do Tại vì Nhiên nghĩ cái mục tiêu cuối cùng của bạn khi mà bạn muốn làm giàu đó là cái gì? Là bạn muốn được tự do, bạn không muốn sống cái kiếp gọi là đi làm công, làm thuê. Bạn muốn hôm nay sáng nay thức dậy, thích đi uống trà sữa là đi uống trà sữa, thích đi ăn ốc là đi ăn ốc, thích đi ăn bún bò là đi ăn bún bò, thích sống cái cuộc đời của mình. Cái mục đích bạn có nhiều tiền để làm cái gì? Cái mục đích bạn làm giàu để làm cái gì? Để cuối cùng là bạn cũng muốn sống sống tự do, thoải mái và được hưởng thụ chung với gia đình của bạn, đúng không? Thì cái mục đích chính để mà bạn làm giàu hay bạn tự do về tài chính chẳng qua là bạn muốn được tự do chứ không phải tự do về tài chính bạn muốn được tự do bạn muốn ngày mai thích đi du lịch nước này sống nước kia sống một cuộc đời nhẹ nhàng đó mới là cái mục đích chính đó mới là cái mà các bạn đang hướng tới chị vậy, vậy như vậy làm sao để mà tìm được cái tự do đó đây cái mà như thấy chật vật và khó nhất cho nhi trong cả cái quá trình để mà như tìm được bản thân của nhi là ai và cũng như tìm được cái sự tự do và hạnh phúc cho bản thân mình đó là đầu tiên bạn phải đặt câu hỏi là Tại sao bạn muốn tự do? Tại vì có những người người ta yêu thích công việc của họ. Họ đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và họ không thấy chán. Như có những người bạn như vậy. Tiếng Anh nó gọi là người mà dạng như là architect tức là những cái nhà thiết kế ra, ví dụ như họ là người tạo ra những cái sản phẩm ví dụ như là máy tính, máy laptop, camera, họ được học để họ làm ra cái điều đó và họ yêu cái công việc của họ và họ được trả cả tỷ đô để làm cái công việc đó. Thì đối với họ họ không cần tự do. Họ thích làm điều đó, họ muốn sống cả đời để làm điều đó. Why not? Họ là những nhà khoa học, những nhà kỹ sư Nhưng hỏi ngược lại bạn vậy Cái mà bạn đã muốn hướng tới tự do là cái gì? Tại vì trong cuộc đời này á Nhi được cái là Nhi không có support những cái người mà nói là Lúc nào chị cũng hơi bị nghiêm túc á Nhi nó không có, Nhi đâu có phải nghiêm túc đâu Nhi còn nói mấy bạn là yêu đi chơi đi và làm việc tàu lao đi mà Trong song song với cái việc Nhưng mà Nhi lại rất là ủng hộ cái chuyện là bạn vừa làm vừa kiếm tiền Nhưng mà vừa hưởng thụ cuộc sống Như thế nào để cho bạn hạnh phúc Thì bạn phải biết là bạn muốn cái gì nữa Làm giàu nó không có sai nhưng mà chỉ chăm chăm vô tiền và không hiểu tại sao mình cần nhiều tiền thì cái đó có vẻ là nó hơi ròn hơi sai một chút hiểu không tại vì nhưng nói thiệt nếu như bạn chỉ tập trung vô tiền đến cuối cùng bạn ở trên đỉnh núi của tiền mà bạn không có ai xài tiền chung với bạn đặt câu hỏi là bạn có muốn như vậy hay không nữa cho nên cái định hướng phát triển của bản thân của mỗi người bạn phải tập trung cho đúng cái chữ đó là cái chữ freedom cái chữ tự do ok mình muốn tự do rồi câu cái tiếp tự do đối với bạn bao nhiêu là đủ tức là có những người người ta cần 6 tiếng một ngày cho gia đình có những người người ta cần có một tiếng có những người như Nhi đó là nhi chỉ cần buổi sáng hai tiếng với con buổi tối ngủ với con đối với nhi như vậy là đủ nhưng không cần cả ngày phải bu bá nhưng không cần cả ngày phải bám lấy con nhưng không cần cả ngày phải làm cho con khổ được chưa đó là cái sự lựa chọn cá nhân của nhì nếu như các cái tự do đối với bạn là một ngày em muốn đi làm 5 tiếng thôi cái số thời gian còn lại em cũng muốn như chị vậy đó em muốn đi giúp cộng đồng rồi xong em muốn dành thời gian để mà em học cái thứ em thích xong rồi em muốn dành thời gian với người em yêu đi ăn chè ăn cháo gì đó đi du lịch gì đó đó là quyền của bạn hãy ghi cái chiến lược hãy ghi cái bản gọi là bản tự do mà bạn muốn ra và sau đó bạn mới bắt đầu hành động nghi lặp lại tiền nó không có sai có người sai đó là cái người mà lạm dụng cái chuyện tiền và sử dụng cái đồng tiền nó không đúng chứ còn tiền nó không có lỗi gì hết á tiền không bao giờ có lỗi gì hết á cái người cái người mà làm cho đồng tiền có lỗi là bạn bạn bỏ cảm xúc vô tiền cho nên đồng tiền nó có lỗi thôi cuộc sống có cần lúc nào cũng nghiêm túc như chị dạy hay không chị tại sao nhiều lúc chị dạy phải enjoy cuộc sống đôi khi chị lại nói tụi em phải quyết liệt cách để hiểu đúng hai con này là như thế nào hả chị nếu mấy đứa để ý thấy thì chị luôn nói là đừng có phí cái tuổi trẻ của em vào cái chuyện là đi du lịch hay là làm những cái thứ tàu lao quá sớm tại vì chị là một cái strong belief là nếu như em không có sacrifice hay cũng gọi là em không có hy sinh những cái thời gian tuổi trẻ của em á thì em cũng đừng mong là 30 tuổi em sẽ thành đạt hay là thành công và chị vẫn tin vô cái công thức đó chị không tin vô cái chuyện là em làm giỏi cái gì đó một ngàn giờ em sẽ xuất sắc ở cái đó tại vì theo những cái cuốn sách mà chị được học cũng như là những cái kiến thức chị được học á nếu như em học cái gì đó một ngàn giờ và em giỏi cái đó thật ra nó là những cái mà không có luật lệ và cái luật lệ nó luôn cố định ví dụ chị nói nếu em chơi một ngàn giờ cờ vua em sẽ giỏi cờ vua tại vì cờ vua nó cũng có từng chừng đó đường đi à chừng đó có luật em chỉ memorize tức là em nhớ đi nhớ lại những cái con đường đó thì em mới thành công trở thành một người chơi cờ vua giỏi đó là cái công thức của những cái môn thể thao mà luật của nó không có thay đổi chẳng hạn như bóng đá chẳng hạn như là những cái mà em thấy luật nó không phải thay đổi rồi những cái luật về thay đổi ví dụ em không thể nào mà chơi một ngàn giờ ở trên cái chiến trường gọi là kinh doanh như chị và em nghĩ là em sẽ giỏi có bao nhiêu người người ta kinh doanh cả 10 năm, 20 năm, 30 năm người ta vẫn bị phá sản. Đây là những cái lĩnh vực mà chị không tin vô cái công thức 1000 giờ đó, cũng như chị không tin vô cái chuyện là mình chỉ nỗ lực chừng đó và mình sẽ thành công. Đó là khi chị khám phá ra cái công thức thứ hai đó là em hãy tìm cái mà em thích và em cho nó đi vô trở thành cái lối sống của em luôn. Tức là em hưởng thụ trong cái quá trình em làm việc và em sống luôn cái việc hưởng thụ đó có thể cái số tiền nó sẽ không nhiều số tiền định đoạt nó không quan trọng bằng cái chuyện là em có muốn sống như vậy hay không nên khi chị nói là à em cũng nên hưởng thụ cuộc sống đó là khi chị muốn nói là em chọn được cái nghề em làm có thể nó không có nhiều tiền nhưng em hưởng thụ cuộc sống của em trong cái quá trình em làm cái việc đó thì chị rất support ví dụ như chị đang làm cái điều chị thích tức là chị đi dạy cho người ta chị làm coaching cho người ta chị rất thích cái điều này ok chị thích nó và nó cũng đem lại cái khu thu nhập cho chị để cho chị sống và chị cũng đang hướng tới toàn bộ tim của chị là như vậy những cái người mà làm ở cấp dưới của chị chị không muốn họ mãi mãi đi theo chị chị nói nghiêm túc chị định hướng cho họ chị giúp họ chị dạy họ tại vì những cái mentee của chị hay là những cái người đệ tử của chị những cái học trò của chị cái định hướng của chị là Donny đóng giày nếu như em giỏi cái này chị không muốn em đi theo cái con đường này tại vì nó không có thích hợp với em một đứa giỏi đi bơi tại sao chị bắt nó đi đi đi, đi leo núi để làm cái gì không nên cái đó gọi là mất dạy ok và đó không phải là một người thầy giỏi hay người thầy thành công chị muốn mấy đứa hãy nhớ nè em có quyền bỏ cái tư duy là à sống nghiêm túc hay là serious nhưng mà em nên đầu tư cái thời gian tuổi trẻ của em vô để em tìm cái em thích và em biến nó trở thành cái lối sống của em để khi em làm việc là em hưởng thụ để khi em làm việc là em đang enjoy cái cuộc đời của em để em không có cảm thấy là cả cuộc đời của em là serious là em phải đi làm kiếm tiền nô no chị vẫn kiếm tiền và chị vẫn hát phanh mà nè tao đang hát phanh với tụi mày nè làm thế nào để trở thành một người mà mọi người muốn tâm sự với bạn trước khi tao trả lời tao phải chửi mày đã là tại sao mày muốn tất cả mọi người tâm sự với mày mày có bị điên không trời ơi tự nhiên đang sống một cuộc đời bình thường em em qua em qua làm cái việc của chị đi tại vì nó không có vui như em tưởng đâu trời ơi tự nhiên muốn đi nghe tất cả mọi người tự nhiên mày muốn trở thành thùng rác chơi vậy đó hả tất cả mọi người đổ rác vô trong nhà mày mày thích vậy đó hả mày thích được mọi người kể cho mày nghe là cuộc đời chị khổ lắm em ơi má tiền làm nhiều quá đế biết xài gì cho hết ủa mày muốn tự người ta tới kể mày vậy đó hả mày có điên không vậy mày có rảnh không vậy hả trời ơi cần cất gì người ta tâm sự với mày tao không thích và tao cũng không dạy tụi mày sống cái kiểu như vậy Mỗi người có một cái cuộc đời riêng của họ và mỗi người có một cái cuộc sống riêng của họ. Và em không nhất thiết phải muốn nghe tất cả các câu chuyện của họ tại vì em nghe em có giải quyết được không? Không, em vừa mới mất một tiếng đồng hồ ngồi nghe người ta than vãn tâm sự và không có không có mục đích gì hết. Cái vấn đề là tụi mày vẫn còn rất là low self esteem tức là tụi mày thiếu tự tin vào bản thân. Tụi mày rất tự ti nè. Xong tụi mày phải nghĩ là có ai đó tâm sự với mình thì mình mới có giá trị không có ai muốn tâm sự nói chuyện với mình là mình không có giá trị không phải em phải là người có giá trị đầu tiên được chưa em phải là người muốn nói chuyện với em đầu tiên em là người phải tự tâm sự với em là đầu, đầu tiên em là cái người mà em muốn ở cái bên chứ em đừng có quan tâm đến ờ à, người này có ở với mình không ta người kia có ở với mình không ta người ta không tâm sự với mình vậy là chắc là mình không phải là người tốt đâu à, không có ai ở cái bên mình chắc là do mình kém cỏi không phải không phải thứ nhất không cần thiết để có ai đó và tâm sự với em rồi cái thứ hai chị phân tích cho em nghe nè ngoại trừ chị ra nghe không người ta tâm sự với chị người ta tốn tiền thì những cái người còn lại em nghĩ người tiếng anh nó gọi là people pleaser tức là những cái người mà thích đi quỵ lệ người khác á em nghĩ những cái người đó người ta có hạnh phúc không em một ngày người ta phải nghe bao nhiêu rác rưới của bao nhiêu con người em nghĩ họ có vui không không có vui đâu em mệt thấy mụ nội nghe rồi vẫn đọc u chị khổ quá ha đổ thương chị ghê luôn á trời ơi chị ảnh như vậy hả không được đâu chị anh, chị bỏ ảnh đi chị ủa chị không muốn bỏ cũng không sao đâu chị ủa thương chị ghê á trời ơi mệt mỏi lắm people pleaser đó có nghĩa là mày đi ra mày phải lạy lục người này người kia để người ta nói chuyện với mày để người ta ở cái bên này trời ơi chi vậy không không nên những người đó người ta cũng không hạnh phúc đâu người ta cũng không có vui vẻ như em nghĩ đâu cho nên hãy tập trung vào bản thân mình ok như thường lệ đừng có quên like share và subscribe với kênh của chị chị sẽ quay trở lại với các bạn